Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục nghe hai thầy trò Then Ngọc và Then Linh hát then cổ tại lễ khao tổ ở Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Mời các bạn cùng nghe nhé. Xin mời vào kia được không? Bắn
có hắn đau thân đặt đồn Giải là bây khi hòn mê đừng khói tích khói vang Giải bây khi là Giải bây khi là Sữa là thịt ra đồn để nhờ sự tinh Giải bây khi ao mơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên tay bé, bên tay bé, bên tay cấu, bên tay bé, bên tay cũ á. Tam điều nên tam biết điều gì, tam động sông tam lâu, mai kia mà thao lao mưa nặng vươn nặng nặng kí, thao lao nặng kí nặng con nặng con nặng kí nặng con nặng con nặng bao thao mù, bao thao mù trên bao lá thì gì, ta hữu la hình lang, ta hiểu hữu trên bao tinh là chẳng bông tu qua mà mờ trên bao á bông từ chưa Na đầm vần vần đầm ca đầm con đầm quê đầm hòn con đầm tô phó bị trá tiếng là hò la tiếng là hò tinh giang văn nam đầm tinh giang văn nam đầm tinh giang học lên đang cùng bàn văn thần quang phù ta trên bầu phù hà quả xa thích thành phù hà quả xa thích thành bầu phù thành con Thank you.
công ông thành hoàng quan hoàng ông thành hoàng quan nào chân đông hồ là thủ công thành hoàng quan không thấy đâu anh ạ, tối lắm. Quay lên rồi, mai buồn qua, cái đẹp ra, đầu nó sạch lại mà nó chở vào bạn nó vừa nó bạn ấy.
khói la tệ cho đi chỉ cho ông ông thầy hoàng quan bác ở đa cho đi chỉ cho ông thầy hoàng quan bác ở đa cùng chỉ chân đồng hồ khâu ở cùng chỗ công đi chỉ cho công ở đâu có vẻ đại đồng nữa cứ là thôi thì là cho chúng ta đang chưa bài đồng tình chẳng ai biết cho cắt lớn cho mình nó còn nó lấy con búa đồng cha đi ờ cắt đấy và cả cái pháp tâm mà cái thủ quán nằm bình cái cửa ờ coi cho cái gì bỏ cùng ông tên bằng các vị đẹp ngựa bỏ coi bơ cứ thấy bị ngập mây em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.